cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đến đây và thưởng thức chương trình Broadway Journey với Nhạc viện Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Sự cổ vũ quý vị cũng đã đem lại rất nhiều niềm phấn đấu, cố gắng hơn nữa cho các diễn viên của chúng tôi ngày hôm nay cũng như trong phần chương trình tiếp theo ngày mai, và cũng như là chương trình của Broadway Journey sẽ còn tiếp tục quay lại với tất cả chúng ta trong năm tới nhiều lần nữa.